Thưa quý vị, nhằm đa dạng các hoạt động phong trào thi đua trong Hội viên Phụ nữ, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã chú trọng thành lập và duy trì các mô hình câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Trong những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp luôn quan tâm, khuyến khích các hội viên phụ nữ tích cực tham gia phong trào văn hóa, văn nghệ, tập luyện thể dục thể thao, tạo điều kiện thuận lợi để các cán bộ, hội viên rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần, tạo động lực thúc đẩy phong trào hội ngày càng phát triển. Hiện nay, tại thành phố Đà Nẵng, 100% cơ sở Hội Liên hiệp Phụ nữ đều có nhóm câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Các cấp hội đã thành lập duy trì 116 câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, khiêu vũ với gần 2.500 hội viên tham gia. Thông qua việc xây dựng các mô hình nhóm câu lạc bộ, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã tạo ra môi trường sinh hoạt sôi nổi, lành mạnh, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động ở cơ sở, đồng thời thu hút tạo cơ hội cho hội viên tham gia. Trong những năm gần đây, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu phát triển mạnh. Trong đó, câu lạc bộ bóng chuyền hơi được thành lập từ năm 2018, đến nay thu hút rất đông hội viên phụ nữ tham gia tập luyện. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của Hội Phụ nữ phường Hòa Khánh Nam trong những năm gần đây phát triển rất là mạnh, đặc biệt là có câu lạc bộ bóng chuyền hơi đã được thành lập nhằm không chỉ là duy trì cái sức khỏe cho chị em hội viên mà còn tăng cái sự đoàn kết gắn bó giữa các chị em hội viên trong các chi hội. Đây cũng là một trong những cái mô hình mới. Bên cạnh các cái hoạt động để duy trì phong trào hoạt động của hội thì phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cũng là một trong những cái mảng hoạt động được Hội Phụ nữ phường rất quan tâm và được các chi hội khu dân cư hết sức ủng hộ. Được duy trì tập luyện đều đặn, câu lạc bộ bóng chuyền hơi của hội viên Hội Phụ nữ phường Hòa Khánh Nam còn thu hút đông đảo người dân nhiều lứa tuổi trên địa bàn dân cư tham gia luyện tập. Bên cạnh việc rèn luyện sức khỏe, tham gia vào các hội thi, hội thao do các cấp hội tổ chức, các chị em trong câu lạc bộ còn lập ra nhóm Zalo riêng để có sự giao lưu kết nối, kịp thời chia sẻ những khó khăn của hội viên trong cuộc sống hàng ngày. Nói chung là kêu gọi vô cái nhóm này á, cái nhóm là bóng chuyền hơi này á, là nói chung chị em là rất phấn khởi. Đầu tiên là có thực tế là có 4 năm chị em thôi, là mình thành lập ra là mình đi mua lưới, mua bóng rồi các thứ là mình làm, thì chị em bắt đầu là thu hút chị em. Thu chứa chị em xong cái là thu hút các anh nam giới là cũng vào, coi như là nam nữ luôn, đội bóng hơi nam nữ là cũng là vào, mà nói chung là khỏe, chị em là nói chung là khỏe, có sức khỏe là dẻo dai. Không chỉ tập trung vào các môn thể thao truyền thống như cầu lông, bóng chuyền, dưỡng sinh, phong trào thể dục thể thao ở các cấp hội ngày một đa dạng hơn, nhiều loại hình câu lạc bộ thể thao hiện đại được thành lập phù hợp với từng đối tượng phụ nữ. Các câu lạc bộ xe đạp, yoga, aerobic ngày càng thu hút đông đảo chị em phụ nữ tham gia để rèn luyện sức khỏe, cải thiện vóc dáng, tăng sự tự tin cũng như giảm bớt căng thẳng, áp lực trong công việc và cuộc sống. Đây là câu lạc bộ yoga Đà Thành thuộc phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, là nơi được các chị em phụ nữ trên địa bàn chọn để sinh hoạt, giao lưu và luyện tập, thư giãn sau một ngày làm việc vất vả. Câu lạc bộ yoga Đà Thành thì nó đóng trên địa bàn phường Hòa An cách đây cũng đã hơn 5 năm và là một cái nơi để mà các chị em phụ nữ đến sinh hoạt, giao lưu và tập thể thao sau một cái ngày làm việc vất vả. Thì yoga hiện nay là một trong những cái bộ môn được rất là nhiều người chọn lựa để mà tập luyện, vừa rèn luyện được cái thể chất của mình và vừa giúp cho cái tinh thần lạc quan. Hơn nữa cũng là một cái nơi để mà cho các chị em gặp gỡ, giao lưu với nhau hàng ngày và chia sẻ với nhau được nhiều điều trong cuộc sống. Về pháp môn yoga thì một trong những cái pháp môn nó đem lại cái thể chất, sức khỏe rất là tốt cho chị em phụ nữ. Nó có tính trị liệu cho nên luôn là lựa chọn hàng đầu của tất cả các chị em phụ nữ. Tôi đã tập yoga được 4 năm rồi. Là nó đem lại sức khỏe cho tôi rất là tốt. Đến đây thì chúng tôi cũng gặp nhau rất là vui vẻ, hòa đồng với nhau và rất là đam mê trong cái môn tập này, nên chúng tôi kết nối với nhau rất là đông và có những cái buổi gặp gỡ rất là vui để cùng luyện tập. Tại phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, những hoạt động thể thao, văn hóa, văn nghệ được Hội Phụ nữ phường quan tâm và tổ chức nhiều hoạt động để chị em phụ nữ tham gia.
Vì vậy, trong thời gian qua, Hội Phụ Nữ Phường cũng đạt được nhiều thành tích trong các hội thi, hội thao cấp quận. Thông qua các hoạt động phong trào, đã phát huy vai trò của chị em phụ nữ trong đời sống xã hội, rèn luyện sức khỏe, có nhiều niềm vui, phục vụ tốt hơn trong công việc, cuộc sống và gia đình. Sau khi được các cấp hội phát động về phong trào văn hóa văn nghệ thể thao, thì Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường Hòa An chúng tôi thì cũng đã tổ chức phát động cho chị em tham gia nhiều cái câu lạc bộ, trong đó có câu lạc bộ khiêu vũ thể thao, hiện nay là có 50 thành viên. Rồi bên cạnh đó là câu lạc bộ xe đạp thể thao và các hoạt động nhịp điệu ở tại các trung tâm thể hình. Và đặc biệt ở đây là có cái loại hình thể thao đó là yoga. Thì được chị em rất là tham gia nhiệt tình. Nó giúp cho chị em có được cái vật lý trị liệu về cái sức khỏe. Và bên cạnh đó thì cũng là một trong những cái tinh thần sau những ngày làm việc mệt mỏi để chị em tham gia tập để cho nó nâng cao sức khỏe tốt hơn, phục vụ cho cái cuộc sống hàng ngày của mình. Để duy trì hoạt động rèn luyện thể dục thể thao, các chị đã phải sắp xếp công việc gia đình, bố trí thời gian hợp lý để tham gia luyện tập. Các nhóm câu lạc bộ văn hóa văn nghệ thể dục thể thao thường xuyên tổ chức giao lưu văn nghệ giữa các chi hội vào các dịp lễ Tết, Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3, Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 và các lễ hội, lễ kỷ niệm do địa phương tổ chức. Chính nhờ vậy, phong trào văn hóa văn nghệ thể dục thể thao trong các cấp hội phụ nữ ngày càng phát triển mạnh mẽ, nâng cao đời sống tinh thần và thể chất cho chị em phụ nữ. Câu lạc bộ Live Dance Bạch Đằng được thành lập từ năm 2019, đến nay có khoảng 30 hội viên tham gia. Mỗi ngày từ 19 giờ đến 21 giờ, sau thời gian dành cho gia đình, các chị đều thu xếp thời gian để cùng tập luyện, nâng cao sức khỏe, tạo niềm vui và sự tự tin cho chính mình. Và câu lạc bộ mình thì ngày nào cũng tập hết, lịch trình là cứ 7 giờ cho đến 9 giờ tối. Thì mình các chị em sau khi mà làm công việc nhà xong, công việc gia đình xong thì sẽ ra tập thể dục. Để mục đích của câu lạc bộ của mình là để của tôi là để nâng cao sức khỏe cho các chị em, để mà đáp ứng được cái ban ngày thì đáp ứng được cái công việc đi làm để mưu sinh, sau đấy rồi còn về phục vụ cho gia đình. Và để có được cái sức khỏe vậy thì mình mới nghĩ đến việc thành lập câu lạc bộ này. Và mình thấy rằng cái việc tập luyện để mà nâng cao sức khỏe thì rất là tốt cho chị em. Thì vì vậy chị em lúc đầu thì câu lạc bộ mình cũng chỉ có cỡ 5-6 chị em thôi. Nhưng mà mọi người tự động thấy rằng tới đây thấy đầu tiên nó sẽ là tập luyện sức khỏe. Sau đấy sẽ giao lưu với nhau để tạo lên một cái tình cảm gắn bó. Trong những năm qua, được sự quan tâm và tạo điều kiện của chính quyền địa phương, phong trào văn nghệ, thể thao của các cấp hội phụ nữ thành phố phát triển mạnh mẽ, là sân chơi lành mạnh, bổ ích, tập hợp được đông đảo phụ nữ tham gia. Thông qua các hoạt động phong trào đã góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Các cấp hội phụ nữ không chỉ chú trọng các hoạt động thể dục thể thao mà còn từng bước xây dựng thói quen, nếp sống lành mạnh, qua đó nâng cao sức khỏe, có đời sống tinh thần phong phú, tươi vui, phù hợp với nhịp sống văn minh hiện đại. Được thành lập từ năm 2018, câu lạc bộ cầu lông phường Hòa Cường Bắc thu hút đông đảo phụ nữ tham gia với số lượng 50 thành viên, trong đó có 30 thành viên là nữ tham gia tập luyện hàng ngày. Còn tinh thần của phụ nữ ở đây là rất có ý thức trong việc xây dựng câu lạc bộ này, rồi thể dục thể thao khu dân cư. Về hoạt động mà chị em là ngoài cái việc là chơi thể dục buổi sáng thì có hoạt động phong trào. Ví dụ ở đây là trong một năm có những ngày lễ lớn, nhất là có hai ngày của phụ nữ, ngày 8 tháng 3 và ngày 20 tháng 11, tháng 10, là đều là có tổ chức cho chị em là giao lưu vui vẻ. Đấy. Mà cái tinh thần của chị em là những cái ngày lễ là chị em rất tích cực đấy, hoạt động. Phải nói là nếu mà so sánh thì cái phong trào ở đấy là chị em đóng góp lớn hơn anh em, hơn nam giới. Mỗi hình thức hoạt động thể dục thể thao được các cấp hội lựa chọn đều phát huy tinh thần tập thể, tính cộng đồng, đơn giản, dễ tập, phù hợp với sở thích, điều kiện của chị em ở từng địa phương. Vì vậy, nhiều phụ nữ dù bận rộn với công việc hàng ngày, công việc chăm sóc gia đình nhưng vẫn sắp xếp thời gian hợp lý tham gia tập luyện để vừa rèn luyện sức khỏe vừa nâng cao đời sống tinh thần cho bản thân.
Bên cạnh việc rèn luyện sức khỏe, thì việc luyện tập thể dục thể thao còn giúp hội viên phụ nữ có sự giao lưu, gắn kết cộng đồng, cùng chia sẻ trách nhiệm cộng đồng, tuyên truyền các vấn đề xã hội đến chị em phụ nữ và nhân dân trong khu dân cư. Ở câu lạc bộ cầu lông này, ngoài cái việc mà luyện tập cầu lông hàng ngày và giúp nhau các trong kể cả trong cuộc sống, thì chúng tôi cũng có những cái giúp đỡ thăm hỏi các cái hội viên ốm đau, hoặc là có những gia đình họ hội viên mà khó khăn thì chúng tôi cũng bàn bạc với nhau để hỗ trợ cho các cái hội viên nó có trong gia đình mà có vấn đề gì mà đột xuất lớn. Ví dụ như không may có người qua đời các thứ thì chúng tôi cũng chung tay lại để chúng tôi cùng tham gia với gia đình của hội viên. Với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, hình thức tổ chức phù hợp, phụ nữ các cấp hội ở thành phố Đà Nẵng đang xây dựng nếp sống đẹp của người phụ nữ hiện đại, có cuộc sống lành mạnh, khỏe về thể chất và tinh thần. Phong trào văn hóa thể dục thể thao trong các cấp hội phụ nữ thành phố ngày càng phát triển mạnh mẽ, không chỉ gia tăng, nâng cao về số lượng, chất lượng, mà trở thành nhu cầu không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Thông qua các hoạt động thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ, giúp chị em có sân chơi bổ ích, lành mạnh, phát huy được năng khiếu, sở trường và thắt chặt tình đoàn kết gắn bó giữa các hội viên. Thưa quý vị, phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các cấp hội, hội viên về ý nghĩa của việc duy trì hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao, từng bước đưa phong trào ngày càng phát triển sâu rộng. Chương trình Phụ nữ và Phát triển kỳ này xin tạm dừng tại đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.